Theo quyết định phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 142 của Bộ Y tế, Long An được phân bổ 14.100 liều vaccine để tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến chiều ngày 18 tháng 4, Long An đã nhận đủ số lượng vaccine được phân bổ. Số vaccine này được bảo quản đúng quy định và sẵn sàng triển khai tiêm chủng ngay cho trẻ sau khi phân bổ cho các địa phương. Theo kế hoạch, dự kiến số trẻ từ 5 đến 11 tuổi hiện đang sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh được tiêm vaccine phòng COVID-19 trên 184.600 em. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp nhận vaccine và tổ chức tiêm ngay số vaccine, đồng thời báo cáo kết quả về Cục Y tế Dự phòng, các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố theo phân vùng quản lý. Trong đó, lưu ý vaccine Moderna phân bổ đợt này được sử dụng để ưu tiên tiêm cho trẻ 11 tuổi với liều lượng 0,25ml mỗi trẻ. Trường hợp trẻ đủ 12 tuổi sẽ tiêm liều 0,5ml theo hướng dẫn của Bộ Y tế.